hơn cân cái đố bác luôn. Sao dám đâu? Không mấy cân một cân. Đè ra được gió luôn bác. Chết. Cô thấy khỏe. Thế chắc con nhà ông ấy không? Thì nó đánh mẹ anh ấy. Chắc con nhà anh ấy nhà ấy thì cũng thực. Rước con ông thực đánh ở đâu chứ? Bảo cái cá thực to. Sao lại tao tạm định được cả vậy? Thế đổ đất vào công lông mà chạy nó mà sợ mẹ. Sợ chạy ra hết.